Ok, hôm nay tôi mượn cái kênh Em Trai Này lên tôi nói là những cái gì ông Năm. Cái bữa hôm đó là cái ngày thứ sáu tôi gọi ông Năm, là tôi kêu ông Năm là tôi có đứa em gái bên Mỹ thì về, là kết bạn với ổng. Rồi tại vì nó về đâu, nó về đây cũng một chút 2 3 ngày mà nó không nói, tại vì em tôi nó ở Cali nó về mà nó không có nói tôi là nó về hồi nào tôi không biết, mà tôi cứ ý là nó bên Mỹ này. Nhưng xong khi mà anh về tới bên Việt Nam, nó lấy số điện năm nó gọi điện thoại, thì mấy người bên đó, mấy cái thằng bên đó nó nói là không phải Việt kiều, người Việt Nam. Sự thật là nó về Việt Nam nó phải lấy cái số điện thoại Việt Nam nó gọi, đúng không em? Dạ đúng rồi, chứ ở Nó nước mới liên ngoài lạc về mà. nó cái người. Sao em? Dạ chứ ở nước ngoài mà đâu có lấy cái số nước ngoài gì gọi được. Rồi đó thì khi nó nói chuyện qua chuyện lại này chuyện kia rồi xong xuôi rồi đó, thì nó chị nghe là nó không phải Việt kiều. Dạ. Qua cái ngày sau, ngày thứ 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 bảy đó, tối Dạ. thứ bảy chị bảo nó bây giờ anh ngày thứ sáu chị nói là bây giờ anh phải anh nói anh em nghe anh hẹn á là ngày thứ hai anh lên anh không có làm đám cưới chị Cẩm Vân nữa. Ông nói đúng, giờ anh Dạ. phải lên cái ngày trước, cái ngày trước cái ngày mà anh lên cái trước cái ngày mà anh lên gặp chị Dân. Bây giờ em muốn anh lên ngày trước ngày đó để nói chuyện đàng hoàng, rồi sau em xong em thấy cái clip rồi em gái em mới tới, nó mới sẽ nói chuyện với anh tiếp tục mất. Rồi cái xong rồi cái ổng đó thì tối đó ổng lên cái clip ổng có nói với mấy tụi trên trên đó là ổng nói là ngày mai ổng lên chia tay với Cẩm Vân Dạ. là ổng sẽ đi nước ngoài. Thì ổng tự nói chứ bên này đâu có chưa có nói cái gì, mà đâu có Dạ. nói ổng là sẽ lãnh ông đi qua Mỹ hay là làm, chưa có nói cái gì hết, hoàn toàn chưa có nói cái gì. Dạ. Rồi cái đầu sáng thứ nhật thì nó chia phe, là một phe bên lên Cẩm Vân, một phe bên bên ông Năm Dạ. lên 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 cái clip để nói chuyện. Thì chị nói đó, khi mà chị thấy ông bà Cẩm Vân lên chị mới gọi ổng, nó tại sao anh không có quay clip. Ông nói em tụi nó để cho chị Cẩm Vân lên trước anh lên sau, nó em không muốn, tại em muốn là hai người ghé đờ Dạ. lên nói rõ ràng, chứ không phải là chị Cẩm Vân lên bóc phốt nói những lời khó nghe với anh rồi anh lại đi lên lên nói chỉ câu đơn giản em không muốn, là anh phải lên nói chia tay một cách êm đẹp rồi như thế nào anh nói rõ ràng trên cộng đồng. Anh ổng lên ổng bà Cẩm Vân nói có ổng đâu có thích chị nghe không, ổng nói cái giọng nói chỉ chia tay một cái êm đẹp là xong xuôi rồi. Rồi cái xong ổng nói chuyện xong rồi khi mà ổng xuống chị mới nói câu này nè, anh Năm đi khám bệnh đi, rồi anh tại vì chị Cẩm Vân làm cái ngành gì thì anh tự biết tự hiểu. Dạ. Ổng nói ok, thì xong ổng nói ok xong cúp máy. Một khoảng 2 giây 2 3 năm 2 3 phút sau ổng mới gọi trở ngược lại chị, Dạ. ổng nói là ổng không có tiền ổng đi khám bệnh. Tôi nói không, em làm gì có tiền mà cho anh, em có tiền đâu. Dạ. Thì tụi nó nói câu là Việt kiều là xạo, Việt kiều chùm sò. Dạ. Ủa anh, tôi đâu có nói anh là tôi cho anh tiền đâu, hay là anh tự xin mấy anh xúi anh làm gì tôi đâu biết, anh xúi anh nói cái gì kêu anh làm cái gì anh làm cái nấy, y như đứa con nít mới tập đi tập đứng tập ngồi vậy đó, bảo ngồi là ngồi đứng là đứng, nói là nói tới đâu là tôi nói đó. Ủa mấy anh không kêu ổng gọi lại xin tiền thì làm sao ông biết được cái vụ đó em, mà đúng không? Dạ, đúng rồi. Chết chứ chị đâu có kêu ổng là bây giờ anh đi đi tôi trả tiền cho anh, cái đó là chừng nào chị nói rồi xong ông mới nói chừng nào em gỡ, chừng nào tới nào bây giờ anh đi đi em trả tiền, chị đâu có hứa hả, Dạ chứ cái anh đi bác đó sĩ đi. là nói chung nha, chị cũng lo cái sức khỏe cho chú Nam, thấy ổng lớn tuổi rồi, như là ổng mà quen với cái người phụ nữ như vậy đó thì sợ ổng bệnh, thì như là người già bệnh thì tội nghiệp. Nhưng là sức khỏe của ổng thì ổng tự lo thôi, mình chỉ là nhắc nhở ổng, coi ổng cũng như một người cha, một người chú vậy thôi. Đã người chú của tôi thôi Dạ. mà tại sao mấy anh xúi xúi ổng xin tiền tôi mà tôi trả lời tôi không có tiền. Anh nói tôi là nói tôi là Việt kiều về vợ Việt kiều đủ thứ hết. Ủa Việt kiều tôi cái Việt kiều tôi ở Mỹ cái chăng nữa, tôi cũng đâu dân cướp ăn giật của người ta được hay là này kia được đâu, Dạ. đúng không em? Dạ đúng Mình rồi. muốn thì dùng mặt,
khi mình kêu cái người người cái người đó mà đi xin tiền á, à, nói bây giờ thôi hỏi chị đó có cái cô chị Kiều có thể nào giúp được không, rồi bây giờ ông ồ thôi người ta không giúp được thôi. Tại sao mấy anh xuống mà nói, tôi nghe hết, tôi nghe cái clip anh nói rõ ràng rằng à, chị Kiều giỡn, chị Kiều trầm sò hả? Sự thật là chính tôi gọi về chứ không có gì Kiều. Bây giờ mấy không phải đừng có nói ờ giờ gì Kiều xạo này, ủa tôi đâu có xạo anh hôm nào, tôi chưa xạo. Nếu mà xạo là tôi không có gọi về. Tại bây giờ mấy anh đổi, nếu mà nói sợ anh Năm, nếu mà nói anh Năm không xạo thì tại sao đổi sim? Dạ vậy là xạo còn gì nữa đúng không em? Sợ người dạ, ta xạo chỉ sợ người ta chỉ liên lạc về đó. Ừ dạ, tôi là Việt Kiều chính thức bên Mỹ này, tôi gọi về chứ tôi không có xạo. Dạ tôi không có láo. Ngon để số phone lại cũ đi, tôi sẽ sẵn sàng tôi gọi cho, tôi hứa danh dự. Dạ tôi cho tiền là đúng chỗ đúng nơi. Ví dụ người nào đơn chiếc là những người nào bệnh hoạn tôi cho tiền. Chứ còn anh Năm là anh Năm mạnh, anh còn mạnh khỏe, anh còn làm này kia, anh có tiền có nông mà cần ảnh mà xin, anh xin làm gì? Dạ đúng rồi, nhưng mà cỡ chú Năm là ông đi làm gì đó, cái sức, cái thứ nhất là ông chăm bón mấy cây sầu riêng, ông có sức khỏe. Cái thứ hai nếu mà không có tiền đó thì trong thời gian mà mình đi chăm bón mà cây sầu riêng chưa có trái đó, mình lãnh chừng tới 100 tờ 200 tờ số bán cũng được mà. Uh-huh. Còn sức lao động mà. Tại sao mấy anh ra lên ngồi lên cái clip của quán cà phê bây giờ ăn mừng, bây giờ là còn cái số cũ nha, chừng mấy tiếng hồ sau đi đổi sim, rồi khi mấy anh về anh mới có ăn mừng, ăn mừng độc thân rồi ăn mừng đổi sim là sao? Đổi sim là đổi sim, đâu có gì ăn mừng. Dạ mà độc thân đâu có sao đâu, nếu hạp thì tiến tới không hạp thôi, tại sao mà phải ăn mừng? Rồi nói tôi là cứ đem tôi là Việt Kiều xạo, Việt Kiều láo, giờ tôi sắp đến nằm coi cho Việt Kiều gọi nữa. Ủa anh không cho Việt Kiều gọi thì anh để cho Việt Nam gọi. Việt Nam bây giờ có người thiệt người giả đó mấy anh, đúng không? Yeah. Đang đem giỡn đùa giỡn anh Năm đó, mấy anh cứ quay lên đi tự do không ai cản, nhưng mà quay phải có cái lương tâm, quay phải đem cái tấm lòng á. Ai làm cái nghề nào cũng phải có lương tâm là mới cái lát nó cái thời gian nó lâu dài, cái nghề nghiệp của mình lâu dài. Còn mà quay mà bóc hốt lên tầm bậy tầm bạ thì cái thời gian nó không có dài đâu, đúng không em? Dạ yeah, đúng rồi. Như là nói chung cho chị là cũng là một người Việt Kiều thì chị cũng nhớ về cái quê hương của mình, thì coi những cái hoàn cảnh nào cần giúp đỡ đó thì mình giúp đỡ, còn những cái hoàn cảnh này thì nếu mà nên là cô chú Mạnh Thường Quân nên là không nên giúp đỡ, tại vì chú Năm rất là còn khỏe khoắn, sức khỏe có nữa. Không mà nó đến trường hợp mà anh Năm ảnh bệnh á, ảnh có tiền dư, ảnh có vườn nhưng mà ảnh lại không chưa tới cơ kế hoạch đúng không? Chưa yeah. có mông vô mùa. Yeah. Chưa có cái gì. Ok thì bây giờ thôi gửi giúp cho anh 100 đô để anh mua thuốc anh uống, để anh có sức để bữa nào anh chăm bón thêm vườn rau đúc trên cây cối của anh, đúng không? Dạ. Yeah. Vậy đó đúng hay sai? Dạ. Yeah. Cái đó còn không phải tôi anh đi ăn nằm với người nào cho đã, rồi bây giờ tôi kêu anh đi khám bệnh cái anh xin tiền tôi yeah. đâu làm chuyện đó được. Dạ yeah, đúng rồi. Ví dụ giờ mình cái nhất á là mình có tiền mình ăn, cái thứ hai á thì mình có tiền đi tiễn vợ. Thì cái tiền đó thì mình ít nhất mình cũng phải có cái số tiền mà để nhầm khi mình xa cái người đó rồi thì cái người đó làm nghề bán hoa thì mình phải biết là mình đi khám cái sức khỏe của mình có như thế nào, thì cái đó là sức khỏe của mình là tự mình lo cho mình chứ ai lo cho mình nữa. Ờ tự nhiên thế nên chị gọi về chị kêu đi khám sức khỏe, ông nói ờ bây giờ khám sức khỏe, ông hỏi chứ chị khám sức khỏe rồi đăng lên anh đăng lên Zalo của tôi đi không sao tôi anh chụp lên tôi thấy liền tại chỗ. Dạ. Xong mà một phút sau ổng gọi làm nói bây giờ là anh có tiền đi khám bác sĩ, em có tiền cho anh không? Tôi có tiền thì đâu tôi cho. Dạ. Trả lời rất là gọn, tụi nó thâu lại mà. Dạ. Nhưng mà thâu tưởng là tôi không nghe sao? Rồi còn đăng lên là rồi nói bây giờ là đổi sim nè, không có cho người nào, không cho gì, không có cho ai gọi nữa. Nếu mà không đổi sim mà không đừng có quay lên, đừng có làm vậy nằm đó là đúng sự thật là này. Còn đổi sim mà vẫn để cho người này gọi người kia gọi, ví dụ một người biết số điện thoại anh Năm thì bao nhiêu người biết đúng không em? Số mới Năm đúng không? Dạ đúng rồi. Ví dụ em cho biết số ẩm đi, ẩm nói cho em biết số đi,
Rồi ví dụ em cứ giấu hoài người ta thì ok giờ cho anh Năm để gọi số Năm hỏi thăm mà sử dụng dừng rau hay là dừng cái này của anh mà hỏi làm ăn hay là mua dịch mua đồ mà dịch đó đồ này mua dịch mua đồ đó thì em cũng phải cho số đúng không? Thì cho số xong là người này cho người kia cho nó tàn lan ra thành số cũ thôi, còn số mới nào nữa mà mấy anh đồ đi đổ số. Nếu anh đổi số mà không cho hoàn toàn không lên cái lại không có lên cái này nữa, anh Năm lặng lẽ để mà anh Năm chọn vợ là tự người ta kiếm điện thoại người ta gọi liên lạc một này kia, chứ còn này anh lên trên đây rồi anh đổ số anh quảng cáo hơn là đi quảng cáo mà bán buôn bán trên này vậy, đi tuyển vợ mà làm như đi buôn bán vậy. Dạ như là nói chung nha chú nè, chú Năm cũng là hot boy của năm nay á, nhiều chị phụ nữ tìm tới ổng quá trời. Tôi chị không có dám nói nha. Nhưng mà mấy chị ơi, em chỉ khuyên một lần cuối, em chỉ khuyên vậy thôi. Bà Cẩm Vân làm cái ngành nghề gì mà bà Cẩm Vân về ở một cạnh đúc tầng em được tầng không? Dạ cỡ đó đó chị. Ok thì lẽ thường thường chỉ cần ở một đêm thôi là không dính trước cũng dính sau. Thì bây giờ mấy chị trước khi mấy chị đến ổng á, kêu ổng làm ơn đi khám bệnh đi, khám định tình định định kỳ đi 3 tháng lần. Mà khám về lần đầu tiên thì có thể nên chưa có lò ra đúng không em? Tại vì nó chưa có vô trong cái đường máu của ổng. Đúng không? Chưa có vô đường máu, nó máu nó chưa có vô, nhưng mà từ từ nó sẽ vô đường máu của ổng. Rồi mới đầu khi mà ổng về mà ở người khác kiếp nữa thì khi mà ổng vô cái đường máu rồi nó sẽ lây qua cái người đó. Mấy chị trước khi mà muốn đến anh Năm, kêu anh Năm đi khám định kỳ đi, đi khám bác sĩ đi. Rồi bây giờ nó mới khám đâu có chuyện gì thì mới không bao giờ nó có chuyện gì xảy ra, nhưng mà từ từ đầu nó vô máu của ổng rồi nó sẽ lây qua mấy chị. Rồi cái người bệnh là mấy chị, ổng bệnh rồi mấy chị có bệnh, rồi cái mấy chị bình thường đâu có bệnh, rốt cuộc bệnh này bệnh đi, khi mà mang cái bệnh rồi trong người là chỉ chờ chết thôi, chứ có cái gì vừa tốn tiền này tiếng kia đủ thứ, rồi mang tiếng mang tâm nữa. Đó bà Cẩm Vân á, tôi không có nói bà là nghề nào cũng là có cái nghề hết. Nghề mà nghề người ta buôn bán, nghề buôn bán cũng là cái nghề mà tại vì người ta không được đời, người ta không được lựa chọn cái nhưng mà người ta làm cái nghề đó người ta cũng bất đắc dĩ người ta mới làm cái nghề đúng không em? Dạ đúng rồi. Chị không bao giờ chê bai cái nghề nghiệp thì có ai hết, chị không dám chê, nhưng cái nghề mà nếu mình đã đi làm cái nghề đó tốt hơn đừng leo lên trên này. Dạ nếu mà leo lên như vậy thì cũng có nhiều người ta sẽ nhận ra mình. Không chỉ biết là cái hiện tại thôi chứ không có biết là hậu quả sau lưng. Khi mà cái nghề của mình là gia đình mình biết rồi đó, ai cũng đều biết, nhưng mà người ta không nói ra, không ai biết, dù mình đi làm cái nghề ở xa quá gia đình mình không biết, rồi là con cái nó không biết mình làm cái nghề gì. Mà đến khi mà mình leo lên này rồi người ta biết mặt mình, tố táo mình lên rồi, cha mẹ mình biết nè, con mình biết nè, dòng quyến cái dòng họ mình biết hết, thì còn cái gì nữa mặt mũi của mình không có, mình đã làm nghề đó là không còn mặt mũi, nhưng mà con cái mẹ cha dòng họ. Còn bây giờ anh Năm á cũng mang cái tiếng nữa, tiếng thơm quá anh Năm. Tiếng thơm dễ sợ luôn, tiếng rất là thơm anh Năm. Anh nhớ kỹ nè, tôi không có nói động đến anh, tôi chỉ có nói với anh là tôi chính thức là người Việt Kiều, chứ tôi không có nói là tôi giả dối, mà chính mấy người bên đó lại sợ tôi gọi về nói chuyện anh nữa để bóc. Anh thâu âm tôi, chúng tôi đâu có thâu mấy người bên đó đâu. Thâu xong rồi bỏ lên đó, đó. Chơi ba tôi Việt Kiều này Việt Kiều kia. Ủa Việt Kiều giả hay Kiều Việt thiệt gì cũng có cái số phone ở bên Mỹ này. Người ta gọi về sợ cái gì mà phải đổi sim vậy, ngon để số lại cũ đi, thôi cho tôi cái số mới tôi gọi thẳng về cho. Tôi chỉ nói ở trên em trai này bỏ qua, nó khi nó bỏ lên nhớ đăng ở trên chỗ nào đi, tôi lấy số xuống cho, tôi gọi cho, tôi hứa cho anh giữ. Chứ bây giờ ngỡ đổi sim ra sao tôi biết đường đâu, tôi gọi, tôi ở bên này làm cho tôi biết, tôi cũng không muốn moi thôi. Tôi moi là lòi số ra,
đúng chưa? Cũng thích chơi nữa, mệt rồi chơi, nó nói tôi chị Kiều trồng sò. Trồng sò mà có tiền tôi vẫn còn nằm trong túi tôi, tôi giúp người là đúng chuyện thôi, chứ tôi không giúp cái chuyện bánh lát. Dạ đúng rồi. Thôi mới làm gì mình phải có cái lương tâm, mình làm cái gì mình cũng phải có này kia, chứ đừng có nên mà nói này nói kia, rồi cứ nói là anh năm bây giờ là mở cửa này, đóng cửa này, mở cửa kia. Ủa, đổi số sim thì tại sao lại bỏ lên đây nó đóng cửa này mở cửa kia, rồi cho người ta số người ta gọi tới hả? Khi trước khi mà anh Năm muốn bỏ đổi số, ok, chỉ anh Năm người ta liên lạc giữa anh Năm này kia, cái đó được, cái đó là bấy. Rồi khi nào mà cảm thấy anh Năm được ok thì mình quay cái clip lên là chị đó xuống đó như vậy, góc hẻm nào cũng nói được, ngồi cái chỗ nào nói cũng được, chỗ gần nào nói cũng được, không biết cái chỗ đó là thơm hay thối hay là dơ. Dạ, nói chung nha chú Năm, bây giờ thì hổng gài ổng cũng đang mà xùm lùm xùm trên mạng, thì chắc có thể là đóng cửa này lại mở cửa khác, thì cũng em nghĩ là chưa chắc gì có người nào mà này dám đến với chú Năm đâu chị ơi. Hôm nay mà chị thấy có nhiều người gọi tới lắm, em thấy chị thấy nhiều người đó, em mấy chị em chỉ nói một câu, chị Cẩm Vân làm cái nghề gì đã ở một tuần lễ với anh Năm thì cái chuyện chăn đuối thì sẽ có dính thôi. Yeah. Một đêm cũng dính chứ không phải là không có dính đâu, trừ khi quen qua cái không ở, là chị Cẩm Vân không ở chung ở tại nhà anh năm á thì không có dính líu. Còn này chị Cẩm Vân ở, chị đang ăn nằm trong cái nhà của anh Năm thì phải có dính. Không dính một cú, không dính hai, không có mà dính một cú, không có dính, không dính, không dính ba bốn cú thì cũng dính được hai cú, đúng không em? Trời ơi, lửa gần rơm mà không cháy mà mèo đưa mà tới mở tới cái miệng mở mà ta sao không nhai? Dù làm không được cũng phải làm, sao làm cho nó cứ cháy chứ. Dạ đúng rồi. Điểm nuốt. Mà tôi nói cho anh Năm, em chỉ tôi chỉ nói cho anh Năm biết câu này nè, tôi biết là anh nói là anh sinh 66 anh chị mấy đó là tuổi con ngựa con gì đó, bắt qua anh lớn tôi 1-2 tuổi, anh lớn tôi 2-3 tuổi thôi. Dạ. Nhưng mà tôi khuyên anh á, bây giờ anh đi khám sức khỏe đi, rồi đi tiễn vợ. Chứ anh mà cứ lên ngồi anh nói đi tiễn vợ mà lúc mai mốt mà cái bệnh mà của anh nó tới á, lúc đó anh ngồi anh khóc thôi, anh khóc. Tôi nói thẳng một câu, cái người bán hoa không có phải có dính chứ, khi mà dính rồi đó có thể đi làm được, có thể không làm được nữa em, đúng không? Phải nghĩ cái nghề đó. Nghĩ cái nghề đó, tại vì khi mà đi vô làm á, chỉ có người quen bên Việt Nam bị dính cái đó là nghĩ cái nghề đó, là bao nhiêu tiền thuốc tiền đồ rốt cuộc người ta cũng ra đi. Nhưng mà tôi nói khi mà cái người đàn ông dính rồi đó là nó chưa có ra, một máy mới đây thì nó chưa ra, từ từ đầu nó vô trong cái xương, ở trong cái đường máu. Máu xong nó mới vô được mấy cái đường tỷ, lúc đó nó khi nó lặn rồi đó thì chở thêm kiểu, còn mớ á thì chở mình đi bác sĩ mình uống thuốc thì nó bớt nó sẽ bớt, nó bớt một phần nào chứ nó không bớt hẳn, nhưng mà phải chích thuốc, uống thuốc cái này kia. Anh Năm nhớ quay lên rồi xin kiếm tiền đi khám bệnh đi. Còn cái anh mà để vậy đó, em bảo đảm em nói lên này nè sẽ có người. Còn nếu mà cái chị mấy chị mà đủ can đảm cứ nhào vô mua cái bệnh đi, mua cái bệnh của anh đi, không sao đâu. Hồi xưa giờ mấy chị chưa có cái bệnh, giờ mua cái bệnh của anh đi. Xin cái bệnh anh đừng mua, xin cái bệnh anh về đi. Rồi tốn tiền thuốc tiền men chơi đi. Xin về để nuôi dưỡng cái bệnh ha. Anh Năm ơi, bây giờ cho em về đêm đi, rồi em xin cái bệnh của anh đi, em về em đi bác sĩ cho bác sĩ nó ăn tiền của em, vậy là cho nó xong. Chứ bây giờ mà tôi cái này là chị không có lên nói nặng nói nhẹ cái người kia hay là chị nói nặng ông Năm không, chị cho nói tại vì
mỗi người có một cái tự ái, mỗi người cũng có một cái xấu. Không có xấu cái này cũng xấu cái kia, chứ không có ai mà hoàn mỹ. Chính bản thân của chị cũng chưa chắc hoàn mỹ, đúng không em? Dạ. Nhưng mà mình như thế nào mình mới đợi này. Anh còn cho chị gửi lời chính cái cảm dân nha, chút xíu nha em, được không em? Dạ dạ được, chị cứ nói đi chị. Chị nói rằng anh là anh chị thấy anh Năm hiền, chị nói anh Năm anh Năm khờ. Rồi ủa chị khen rất nở luôn á, chị khen dễ sợ luôn. Chị về nhà chị cũng ra mắt ba mẹ chị. Ở trước khi á chị quen người nào đó chị tìm hiểu cho kỹ, đừng có dội. Mình dắt về gia đình mình là mình phải dòm trước dòm sau, coi thử là cái người đàn ông đó có tốt hay không, hay là người đàn ông như thế nào. Mình dắt về trước khi cha mẹ mình, đừng dắt về rồi á cha mình biết rồi, bà con quy cái dòng họ mình biết rồi đó. Mà khi mà xảy ra chuyện rồi không bao giờ rút lại được đâu chị Cẩm Dâm. Thế chị về dắt về chị khen cha mẹ chị, rồi chị khen đủ thứ nữa, anh Năm hiền. Chị lên clip chị lúc nào chị khen anh Năm hiền. Rồi chị nói là tại sao này kia. Ủa chị khen anh Năm hiền mà sao tự nhiên cái bữa hôm thứ nhật chị lên chị bóc phốt, nói anh Năm là chẳng hoa. Chẳng hoa. Rồi có bóc phốt không? Dạ. Nghe rõ tại như vì là chị nói là chẳng hoa nè, nói là không có lên live stream nói chuyện với ai nữa, mà cuối cùng chú Nam cũng nói chuyện quá trời. Cái đó là nói chuyện với khán giả thôi, chứ đâu phải là nói chuyện khán giả để mà gào nói khán giả, để yêu khán giả đâu. Nhưng mà tại vì có nhiều người thương chú Nam, cũng nhiều người ghét chú Nam, thì cái đó là chú Nam lên như là nói chuyện nó cũng bình thường. Khi nào mà quen cô dân rồi mà chú Nam nói thôi giờ em ơi em cứ đến với anh đi, chú Nam ổng đâu kêu đâu. Mà vậy cũng là trách chú Nam, là nói cho chú Nam hứa là không lên mạng để mà tâm sự với ai hết. Cái đó chú Nam chỉ giao lưu thôi này, mà cái gì cũng đổ thừa cho chú Nam hết. Chị Cẩm Dân, chị bảo anh Nam đừng có lên này kia. Chị Cẩm Dân, chị nói là anh Nam không có mà này bóc khốt này kia đủ thứ. Tôi nhớ là trước khi con Lành đang ở, tôi có liên lạc nói chuyện với Lành. Lúc con Lành còn ở ông Năm, tôi liên lạc mỗi ngày. Chiều ban ngày thì sáng tôi đi làm, ban đêm là tôi không có nói chuyện với Lành. Tại đó vợ chồng nó ngủ ăn uống nó ngủ ngáy. Rồi buổi sáng của tôi là ban đêm của nó, là tôi mới nói chuyện được mấy câu. Ôi giờ sáng của tôi là ban đêm của nó, tôi nói chuyện hỏi em khỏe không, nó trả lời khỏe. Này kia, chị gọi điện thoại cho con Lành, cho ông Năm, con Lành bắt máy thì chị Cẩm Dân nói rằng là em của ông Năm. Rồi nói qua nó lại xong rồi đưa ông Năm nói chị điện thoại. Rồi chị bảo con Lành đã lên Sài Gòn chị giới thiệu cho con Lành đi làm việc. Ủa là làm cái nghề của chị hả chị Cẩm Dân? Mạng hơi bị lắc chị, mạng hơi yếu. Thì trong lúc mà mình đang cho chị chị tiếp tục. Dạ. Chờ chút xíu chị ta vô chị tắt cái này rồi chị bỏ cái này vô là nè. Dạ dạ. Nghe chưa em? Dạ rồi rồi ok chị, rồi chị tiếp tục câu chuyện đi ha. Tại vì cái mạng nhà chị nó chị chuyện chuyện cái nghề của chị chân lành hả? Lành nó đàng hoàng, nó không có xà bát, mà nó không có làm, nó làm ăn đàng hoàng, tuy rằng nó xấu thiệt nhưng mà cái lòng nó không có xấu. Nó rất là người tốt. Ok. Nó lên đấy thấy không? Đưa nó lên nhưng mà thấy cái ai nó xấu nó không ăn lành làm nghề này, làm nó anh được khen Lành là lo làm ăn lo này kia, chứ đâu có ai khen nó cái nghiệp nó, đã có ai thấy nó bữa giờ ai tới lô nó cái gì họ không ai nói nó gì, mà tại sao chị lên chị bóc chị lên chị nói này nó kia hả? Rồi cái vừa con Lành tốt cái ông Năm vừa gây lộn xong là thứ nhật nó thứ tối thứ bảy nó đi sáng nhật là sáng thứ hai anh sáng thứ hai chị bên đó là chị giác cái thân chị tới nhà ông Năm liền. Chị nói là ông Năm là người là bốc người xà bát đừng ngủ đủ thứ á, chị biết người đàn ông xà bát, tại sao chị nhào tới chị trao cái lề của chị trong đó chị vậy, bờ lề chị vô chỗ ta làm gì hả? Tại vì cái ngành bán hoa cái chị hết bán đường hết rồi phải không? Nếu chị cái ngành mình bán hoa của chị mà được nó rồi chị không có lớp chị không chị tới nhà ông Năm đâu, mà chị đang thì khóc lóc xin
thiếu nợ mà, để tớ tưởng thấy là ai cũng mạnh thường quân giúp cho ông Năm mà, tiền bạc mà tớ chơi giờ kiếm một hai ngàn, một triệu hai triệu bây giờ mình trả nợ cũng được. Yeah. Làm chi rồi không biết là mình bị như cơn lành hay là được chọn dạng nhân lành, về ngày trước ngày sau là đem lành ra nói này nói kia, nó không có chén có đội, con làm nó giờ một sáng một chiều nó làm gì có tiền mà nó mua chén, nó chén nội chợt có bao nhiêu tiền nó mua đồ ăn trong năm ăn hết rồi, mua thuốc trong năm uống hết rồi, còn đâu mà tiền đâu nó mua chén nội từ từ chứ rồi. Yeah. Mình ra từ từ nó sắp chứ đâu cần chi gấp, đúng không em? Dạ. Yeah, đúng rồi. Lên chép nói làm này làm cái này kia rồi chị rồi cứ lôn ra làm ra hoài. Dạ. Con làm nó không có đá, nó coi như coi thường chị, coi thường cấm dân, nó không có đá động tới cấm dân. Dạ. Nó còn nói với chị câu này nè, thôi chị ơi em không có muốn nói, để cho ổng kiếm hạnh phúc rồi để cho ổng được vợ mới, để cho nó ổng có hạnh phúc chứ mình lên nói bậy nó bạ rồi công cái người vợ ổng hiểu lầm rồi mất công ổng không có hạnh phúc. Con làm con nói câu nói đó. Yeah. Chứ nó đâu có lên nó cứ nói với ông là ông Năm cái gì đâu mà sao cứ đem mất con lành ra ngoài, nó không lành ông tôi bận nhân hoặc tôi phải nhân lành. Yeah. Nếu mà chị mà nhân lành đó người ta không bao giờ chửi mắng chị đâu. Dạ. Yeah, đúng rồi. Câu chuyện này chính chị nói là tại vì ảnh mấy cái thằng bên này lên mấy thằng bên này moi chuyện gia đình của chị ra, chính chị moi người gia đình chị ra, chị đủ thứ chuyện rồi người ta mới biết cha mẹ chị, mới biết con chị, chứ chị không, người chị không có lô gia đình chị ra hay lô mẹ chị ra hay lô con chị ra, chứ đâu ai biết con. Dạ. Chị như thế nào. Dạ, mẹ chị rồi. Như thế nào, tại vì như là cô Công Vân cũng muốn đến với chú Năm, thì muốn là đến cưới chú Năm để dắt chú Năm về bên gia đình bên mình đó, thì như là ra mắt của ba mẹ của Công Vân thì nó mới ra cái nông nổi như ngày hôm nay. Chứ nếu mà thật sự để quen chú Năm, tìm hiểu chú Năm đi, thì thí dụ giờ cô Vân ở bên nhà cô Vân thì chú Năm có thương chú cô Vân á, thì chú Năm qua bên bển để mình nói chuyện ha, còn tự nhiên kéo chú Năm về để ra mắt cha mẹ mình. Rồi còn nói cái ngày cái tuần trước cái thứ năm á là bà có nói rằng á là lúc ông Năm lên Sài Gòn, lúc mà ông ở quê đó, lúc thứ tư á là ông quay cái clip anh ông nói chuyện người nào ông quay cái quay nhà quay cửa thì bà tức bà đi máu bà gọi điện thoại. Yeah. Bà nói ông Năm ở gì hai đã có về không có xuống ở, bà nói không xuống nữa. Yeah. Anh thấy vậy anh quay lên anh còn nói chuyện người này tôi không xuống nữa. Ông Năm mới giá tụi này nó mới dẫn ông Năm lên Sài Gòn. Yeah. Là nghe tới cái số tiền 100 triệu chứ gì. Yeah. Mới lên bàn soạn với chị bà Lành là này kia, rồi lên rồi ngồi hấp dẫn không này cái đủ thứ khóc lóc, rồi cô còn vuốt ve rồi cô nói bây giờ là hẹn trong vòng 2 tuần mấy cái đứa kia nó hôi không được 2 tuần đâu, mừng ngày tuần sau thứ hai đi. Yeah. Khi mà chị nghe được cái thứ hai chị bắt ông này lên trước cái ngày đó. Nếu mà ông Năm mà không mê Việt Kiều, không ham Việt Kiều thì làm sao mà bỏ bà cặp dân được, đúng không em? Dạ đúng rồi. Nói chung ra là chú Năm á thì ổng á là như là ví dụ em nói chị không biết ổng sao, ổng gặp người này thì như ổng đã sử dụng xong rồi ổng chán, ổng muốn kiếm người khác á, như là không có lập trường á chị hiểu không? Như là cái ý là không muốn tìm hạnh phúc mà mình chỉ là muốn là đùa giỡn hạnh phúc thôi, cứ quen người này chán rồi tới người khác vậy đó. Anh Năm ơi, bây giờ anh đang mang cái bệnh đó, anh đi chữa bệnh anh đi, rồi anh đi kiếm vợ vẫn còn kịp, ok? Dạ. Yeah. Chứ bây giờ cái cô nào mà nhào vô đó, có khi cô đó dẫn không đi bác sĩ đi, rồi khám định kỳ đi, ba tháng lần, cái đó là mình được. Chứ đừng có giờ nhào vô nuôi cái bệnh của ông giùm đó. Ôm cái bệnh về giùm đó. Dạ. Yeah. Xin cái bệnh về đi, không ai cản đâu. Trời ơi chị Cẩm Vân ơi, chị cứ nói là cho chị nói chị tính Cẩm Vân nha. Dạ. Yeah. Chị Cẩm Vân, chị cứ đem chị nói là con lành, tôi không giống con lành. Con lành người đàng hoàng làm sao giống chị được. Chị là người bán hoa mà, con lành đâu bán hoa đâu. Chị đem lành đâu hoài vậy. Nếu mà chị tốt hơn con lành á, chị chuông lành ra, đó không ai nói. Chị xấu hơn con lành, chị dốt hơn con lành, chị dơ hơn con lành. Sao chị cứ luôn lành ra hoài vậy?
giờ chị đem con làm với chị ra đứng giữa bà trên đây này. Nó nói người ta lừa đảo đó, người ta là người giàu có, người ta mặc ăn. Bây giờ ta thương nó, ta cho, ta ghét không cho mà cho cái gì cho ơn nó, cái gì giống thứ lừa đảo này mà ơn nghĩa gì ai. Dạ. Ông nói gì đó, cô nói năm nó chửi khuôn mát lỗ tai lắm, nhưng mà chửi lượng đức lượng trứng lượng đực, không có lượng trứng lượng đực đâu. Dạ. Ta đi kiếm tiền đó, ta đi kiếm tiền. Dạ. Bây giờ là nó biết một năm này không chục công chủ viên này không phải của thằng năm này rồi, thì nó cũng trông cho 100 triệu này đặng nó làm đám cưới rồi là không là nó hốt nó đi. Dạ. Khi làm đám cưới là Mạnh Thường Quân cho tiền đó nữa. Có con nào ở ngoài Đài Lạt là nói là đám cưới cho